Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Sở Y tế tiến hành xét nghiệm miễn phí SARS-CoV-2 cho tất cả thanh niên nhập ngũ nhằm bảo đảm 100% âm tính trước ngày ra quân. Hơn 1.000 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại tỉnh Quảng Bình đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Quảng Bình quán triệt đến Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, hạn chế tối đa người nhà đi tiễn tân binh và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm cho công tác phòng chống dịch bệnh.